Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cốc chua cũ nhà mình nha. Đây. Cây này siêu quái luôn. Cũ nha nhà mình, nhìn như cũ phi mì. Sau một thời gian thì nhà vườn thu hoạch được cũ em nó nha. Đây. Cây này có mã số là 721 nha. Có cái hoành này là tầm 90 nha mình. Cao là tầm 35 nha, 35 37 á. Đây, củ gốc chua nha. Cao là tính từ đây lên tới đây nha. Thích hợp cho nhà mình về ghép tiểu cảnh. Ghép cốc thái là ok luôn. Cây này siêu quái luôn nha mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 600k bao ship nha. Một cây củ cốc chua nha. Thích hợp cho mình về ghép cốc thái là tuyệt vời luôn. Cây này về nhà mình cho bám đá nữa, ok, tiểu cảnh luôn, tuyệt vời luôn nha. Nhà mình xem tham khảo nha, được duyên ưng ý cây nào thì ủng hộ nhà vườn luôn. Đây, cốc chua cũ nha mình nha. Rồi mã số 721, giao lưu nhanh với nhà mình là 600k bao ship nha, cho một cây củ cốc chua nhà mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.